đang ghép trôi này. Đóng vào đuôi sao? Chắc đóng đuôi, bởi vì là nó tì phát thì chưa ngẩng lại cái thì thấy nó thua ấy mà, thì vẫn kịp giật mà. Mẹ, đi tẹt được, mẹ được buồn lắm đấy. Đóng vào đuôi à? Đi ăn ác nhỉ. Giật 4 phát vào ăn cơm ra thật luôn. Ừ. Ăn cơm nó đỏ ngay. Không ăn cơm làm sao mà nó đỏ. Ôi giời, cái con mè đen này mà cẩu lên đi. Cẩu cái lồn gần yếu. Thì mẹ ghét nhất mè mới chấm đen ấy. Con này không phải chấm đen đâu, chấm đen thì anh không có cửa đứng im được như này đâu. Mè làm lụng. Nó ngớ chép vào là con mè đen thôi. Chép đóng đuôi. Khả năng đợi đóng đuôi. Chấm đen. Chấm đen. Chấm đen, chấm đen. Mè đừng chấm đen nhá. Chấm đen, em nhìn rồi. Vào đuôi. Sau này chạy chậm ấy nhỉ? Con béo. Chấm đen. Chấm đen thì còn nói chuyện lớn. Mồi. Chấm đen thật. Tò quét. Từ từ anh ơi, từ từ cứ để cho nó ngửa lên đã. Bé. Bảy kéo. Tám kéo hết vị. Lên à? Lên rồi. Lên. Mất rồi, mất. Cứ để cho lổi ở lên anh đưa vượt ra. Con này bị gãy đuôi này. Hôm mình thả trái ra cái đuôi này. Đây. Chưa chịu lổi rồi đấy. Ôi thôi, bắt cá thành công rồi nha các cụ nha.